Dạo gần đây những cái sản phẩm như là tai nghe hoặc là mic có cái tầm giá loanh quanh khoảng 500 ngàn thì là một cái chủ đề rất là hot với cái tiêu đề đó là sử dụng để cho mục đích học online. Mà thực ra thì mình không thích cái tiêu đề lắm, mà một con tai giá rẻ thì nó là một con tai giá rẻ, thế thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc tai nghe headphone over ear có Bluetooth các thứ, các thể loại với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và nó là một con tai giá rẻ và nó chỉ là một con tai giá rẻ thôi, chứ không phải là dùng cho mục đích học online nữa, mặc dù là mọi người có thể dùng như vậy. Với cái mức giá mà mình check ở trên Selfies thì cái sản phẩm này có mức giá khoảng 590 ngàn, nhưng mà hiện tại thì đang được sale với mức giá chỉ loanh quanh khoảng gần 400 ngàn, 390 ngàn thôi mà anh em đã có một con tai nghe như này rồi. Vậy thì với cái mức giá như vậy anh em sẽ có được cái gì? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Vậy thì với cái mức giá như này thì mình đánh giá con tai này rất là hợp lý và cực kỳ rẻ để mọi người có thể mua về cho con cái học online, hoặc chỉ ít là mọi người đang tìm một con tai headphone over ear có Bluetooth giá rẻ thì đây là một lựa chọn không hề tồi. Rồi, vào nhân vật chính của chúng ta thì mình sẽ bỏ qua cái phần mở hộp bởi vì cái phần hộp đựng của nó cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt. Nó sẽ có một số các thành phần, ví dụ như là dây cáp dẫn 3.5 hoặc là một cái dây sạc. Thì nói luôn về cái hoàn thiện của sản phẩm này, với cái mức giá được niêm yết là khoảng gần 600.000 và đang sale còn khoảng 390.000 thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được một con tai nghe over ear và có kết nối Bluetooth 5.0. Thì đây đã thực sự là một món hời mà mọi người có thể đọc qua thông số thì đã thấy cái mức giá này quá là rẻ rồi. Cái thứ hai đó là cái hoàn thiện của nó thì mình đánh giá ở mức ổn, nó không bị rẻ tiền quá. Mặc dù là một con tai với mức giá chỉ vài trăm ngàn, nhưng cái headband của nó, mọi người có thể thấy nó vẫn được gia cố bằng một lớp kim loại. Và đây một lớp kim loại đàn hồi, nhưng có một cái vấn đề đó là cái phần khớp để kéo ra kéo vào thì mình không đánh giá cao cho lắm. Mọi người có thể nghe được cái tiếng mình kéo cái gọi là cái headband này ra. Nó thực sự không cao cấp, nhưng đối với mình thì với tầm giá này mình không đòi hỏi nó quá nhiều. Cái thứ hai đó là về những cái hoàn thiện về cái mút. Những cái mút tai của con này từ cái phần earpad cho đến phần headband thì mình cảm thấy nó đủ dùng. Cái phần da thì mình nghĩ sau một thời gian nó sẽ bị nổ thôi, nhưng mà cái độ hoàn thiện, cái độ mềm, độ ôm ở trên tai thì mình đánh giá rất là tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bàn đến cái chất liệu nhựa trên con tai nghe này. Thì trên phần ear cup và tất cả phần headband thì nó hoàn thiện bằng một chất liệu nhựa nhám. Và nhựa nhám này thì mình đánh giá nó không được cao cấp cho lắm, khi mà tay mình là một tay của người có mồ hôi nhiều và mình chạm vào con này thì vô hình chung nó để lại rất nhiều dấu vân tay. Nhưng mà tuy nhiên mọi người có thể dùng một cái khăn lau đi thì nó lại như mới. Và cuối cùng về phần hoàn thiện và thiết kế thì đó là nói về những cái phím chức năng và cái cổng sạc. Thì thực ra một con tai giá rẻ mình không đòi hỏi nhiều. Những cái phím chức năng của con Havit E62 thì nó đáp ứng đủ nhu cầu. Ví dụ có một nút tắt mở, tăng giảm âm lượng và nút function chọn. Và tiếp theo là một cái cổng sạc. Thì cổng sạc này nó đang sử dụng cổng sạc chuẩn micro USB. Thì đây một cổng sạc khá là cũ rồi. Tiếp theo đó là một cái khe gọi là khe thẻ nhớ micro SD. Mà mình cực kỳ là phân vân cái thẻ này. Khi mà mình cầm vào cái con tai nghe này và có cái khe thẻ nhớ này, mình đã hy vọng đây sẽ là một cái máy nghe nhạc kiêm một cái headphone không dây. Sau đó thì mình có search ở trên cái trang chủ của nó và tìm cái hướng dẫn sử dụng ở trong cái hộp này. Thì tuyệt nhiên tất cả những cái thông số nó đều không nhắc tới cái khe thẻ SD này. Mình thì cũng đã gắn thử một cái micro SD vào và trong đó có nhạc, nhưng tuy nhiên khi mình bật lên thì không có cái gì xảy ra cả. Mình nghĩ thì đây là một cái phần có thể là Havit đã cắt bỏ đi ở trên chiếc tai nghe này. Với cái tầm giá khoảng 400 ngàn đã được sale ấy thì cái tính năng của nó không có gì nổi bật lắm. Ví dụ Bluetooth 5.0 hoặc thời lượng pin lên đến khoảng 8 tiếng theo nhà sản xuất công bố. Thì nói là không có điều nổi bật, nhưng mà trong cái tầm giá như này để tìm một con tai nghe mà có cái thông số nó gọi là ở mức cơ bản, nhưng với cái tầm giá rẻ thì nó đã đặc biệt lắm rồi. Và mình thì đánh giá với 400 nghìn các bạn bỏ ra để được cái thông số như này thì thấy rất là đáng. Tiếp theo là đến phần chất âm. Chất âm của con Havit là một điều mà mình không thực sự thích lắm. Bởi vì xuất phát là một con tai giá rẻ và định hướng cho cái tầm giá rẻ, nên là cái chất âm của nó không thể không tránh khỏi cái tiếng V-shape đặc trưng. Mà con này còn cực kỳ V-shape. Mình đã có nghe thử một số bài, ví dụ như vocal nữ hoặc của nhóm Caperia, hoặc là một số những vocal nam, thì những vocal nữ và vocal nam đều bị hạ xuống so với giải tần chung. Nghĩa là khi mà các bạn đang nghe những vocal của người thì nó sẽ bị lấn át bởi những tiếng
tiếng nhạc cụ và những cái tiếng trap thì đây là một điều mà mình không thực sự thích cho lắm. Nhưng tuy nhiên nếu mà mọi người thích cái tiếng âm V-shape mà nghe tiếng bass rầm rầm ấy thì mọi người sẽ thích con tai nghe này. Và để nói về bass thì bass con này có một lượng rất là lớn nhưng mà cái độ sâu nó không tốt cho lắm. Mình thì mình đánh giá cái độ sâu của bass nó sẽ tiêu thụ đi năng lượng rất là nhiều của con tai nghe, cho nên cái lượng phù hợp, cho nên Havit đã xử lý rất là hợp lý và rất là thông minh ở cái lượng bass này. Havit thì đã xử lý một cách thông minh hơn, họ sẽ tăng lượng bass lên mà sẽ không để cái lượng bass nó xuống sâu để tiêu thụ quá nhiều điện, và theo đó thì cái thời lượng pin của nó đã lên được đến 8 tiếng. Và cuối cùng là về phần giải trap thì giải trap của con tai nghe này gần như là mình không đánh giá cao. Nói là không đánh giá cao thì không phải, thực ra nó có trap nhưng mà nó lại không phục vụ cho mục đích nghe nhạc nhiều lắm. Nói chung là có xuất hiện giải tần trap thôi. Và để mà cái con này dùng để nghe nhạc thì mình đánh giá không cao cho lắm. Nó sẽ phù hợp với những bạn nào thích thể loại nhạc sôi động, nhạc EDM. Thực ra thì thích là một phần nhưng mà nó sẽ có nhiều lượng hơn. Nếu bạn nào muốn nghe vocal hoặc là những cái bản nhạc nhẹ, nhạc chill trên con tai nghe này thì nó sẽ không hợp lắm. Và chốt lại thì con này với tầm giá khoảng 400.000 nó sẽ đáng về mặt thông số, về mặt cấu hình. Nghĩa là đây 400.000 bạn sẽ được sở hữu một con tai nghe headphone over ear và có Bluetooth. Và 400.000 thì bạn sẽ có một con tai nghe có thể sử dụng để học online hoặc là mua cho con bạn sử dụng chẳng hạn. Hoặc chí là mọi người đang tìm một con over ear giá rẻ thì mọi người có thể tìm đến con Havit E62 này. Và đây là con Havit E62 với tầm giá đang sale chỉ còn khoảng 400.000 tại cửa hàng Sellphones. Một lần nữa đường link mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Vậy thì anh em có thích những cái content về những con tai nghe giá rẻ hay không thì hãy comment dưới phần bình luận nhé. Và video đến đây kết thúc rồi. Và những cái comment góp ý gì thì mọi người hãy comment dưới phần bình luận thì mình sẽ đọc và tiếp thu, có thể là rap cùng anh em nhé.